thử thách gọi điện cho gái trước mặt em trai của vợ. Alo em yêu à? Vợ anh bây giờ mới ra ngoài, bây giờ anh mới trả lời em được. Có chứ, anh có qua chứ, nhớ em một sớm sao không qua được nhá. Anh đưa vợ về rồi anh qua nhá. Ok, em phải gọi điện trai đấy. Anh gọi cho bạn anh. Sao mà bạn anh cứ nhớ nhau xong rồi gặp ui, nhau ui có gì đâu em. Chị Trang có biết cái này không? Chị Trang không biết, nhưng mà anh em mình đàn ông con trai, anh em phải bao che cho nhau, em hiểu không? Bây giờ chị Trang mà biết anh chị cãi nhau to thằng sóc là như nào, xong anh em mình về sau nhưng mà đi chơi riêng các kiểu với nhau nhá, có gì đâu nhá. Vâng. Em đàn ông phải hiểu rồi. Vâng. Nhớ đừng có kể đấy. Xong rồi đi. Trang ơi, vừa gọi cho gái xong trước mặt. Ôi, em ôi Trung ơi, lên tắt đi, thưa anh là có gọi trai đâu. Sao em xem đi em xem. Đây chị xem đi xem. Anh chả gọi trai kìa. Em đuổi chị à? Nó có thật có mà gọi em đâu? Đang ngồi đây xong anh ấy vừa ôi, gọi Trung ơi. Em cứ lại đuổi chị thôi. Không tin đâu. Chồng chị ngoại tình như thế mà chị cứ không tin em làm gì. Em đùa chị như thế làm gì ạ?